bao nhiêu đó không cũng đi cãi nữa. Rồi ông coi thì phải, ông phải, không phải coi thứ mấy ông đi chứ. Có bao nhiêu đó không cũng cãi. Rồi từ từ nha, từ từ lấy vô hết trời. Bỏ cái này vô cho chị của cái chip nè. Ừ, lên lấy đi. Bộ thể thao lấy cái đủ hình như á. Con này mấy chưa? Thứ mấy chưa con? Ừ, hôm trước thứ bảy hả? Thì có đi không? Nghe nói tổ chức ở ngay đại sảnh có DJ, mấy DJ nữa, mức hộp rồi nữa đó. Chơi gì nè? Lên thì cho mượn cái đầm mà. Muốn mặc gì? Nói gì? Mai đi mua cho bộ đồ. Còn Tý có đây không? Tý có bộ đồ. Ờ, không ở nhà. Đỗ Huỳnh thế, Đỗ Huỳnh. Đỗ Huỳnh Như. Để con thử còn cái đai nào, bỏ vô con thôi. Chứ không thấy, chỗ này em kiếm có em đưa cho. Bé bé bồng bồng. Alo mấy chị. Tối nay sale đầm nha. Sale hết cái dàn đầm. Đỗ Quỳnh Như có đây không nhỉ? 100.000. Tôi đưa cho Đỗ Quỳnh Như con. Đỗ Quỳnh Như có ở đây không hả? Dặn chị Yên một bộ tập gym mà chị Yên lấy cái bộ. Chị Yên để trên lầu nè, để lại cho Đỗ Quỳnh Như nè. 250 mà để lại cho 150 nha Đỗ Quỳnh Như. 250 mà để lại cho 150 nè. Dễ thương chưa? Tôi nói đồ tôi mà để dành một phát là chiều nay tập thể dục gớm chạy được 10 phút luôn á. Còn video nè. Mày mất khung rồi. Nè Đỗ Quỳnh Như. Mất khung rồi bây giờ. Mất khung rồi đâu rồi, mất thẹo rồi. Ta tiếp tầm nha. Em lấy cái lô túi sách hồi chiều bây nhận ra vô đây này. Trẻ cái bill túi sách này. Bỏ cái đó ra chỉ điện. Trẻ cái bill túi sách là lên bill đầu. Mà 190.
Nè, tôi mà tôi không có con gái là nó chết mẹ nó với tôi. Trời ơi, dây kéo nữa nha. Nè, chốt cho bà ấy con gái nè. Bà gì á? Cô cháu của bà Viên á? Không, có màu tím và màu hồng. Nè, cho có con mèo, cái này nè. Nè, lấy cái tím và cái hồng thôi. Giờ là chốt lên tím hồng. Không có hàng mấy chị, chứ không phải chừng nào có hàng thì tính tiếp ha. Em mới chừng nào có cái tim mà từ từ tính tiếp. Hồng cái ti của chị xong anh nè. Nè, còn ba cái tím thôi nha. Này của chị xong anh 19 nè. Còn cái tím thôi mấy chị. Để em hỏi kho thử. Minh Xu Hồng một cái tím nè. Minh Xu Hồng 19. Bây giờ còn tím thôi. Chị Hammy có rồi một cái. Để em hỏi bên này thử nha. Mấy chị chờ em chút. Không mà dễ thương lắm mấy chị, cực kỳ dễ thương. Bây giờ còn tím mà còn không, mấy chị phải chờ hàng về đi ha. Bây giờ mấy chị chờ hàng về đi. Nó dễ thương bà cố nậu luôn. Đó, 19 chị Trần Hạnh. Yêu làm gì mà là lần này. Trời ơi, bà nhím mà bà mang một cái. Bà lấy cái của sóc ra đây em. Lấy cái á, bỏ đi chị Hờ. À, khi nào có tím có để em đang hỏi coi chị. À, rồi lấy cái đó đưa qua cho bản Ngọc Thi ơi. À, mấy chị chờ mấy bữa nữa đây. Nó mới báo em là chờ mấy bữa nữa. Nào có em báo chị lấy mấy chục cái nha. Không, à, tôi mê rồi đó mấy chị. Tôi mê rồi đó. Ngân Phương lấy cái tím nè, 19. 19 của Ngân Phương. Bản Ngọc Thi em lấy cái của cháu em đưa qua cho chị rồi. Rồi còn một cái tím nè. Ôi mày thiệt á, đích đáng đồng tiền này. Cái này là hàng Quảng Châu nha mấy chị, chứ không phải hàng chợ ha. Cái này là hàng Quảng Châu. Trời ơi, cháu tôi gì đây, tôi chết với tôi. Trời ơi, tết mà tôi cho bà mặc cái đầm rinh vô nha. Tiêm á, cho bà tiêm. Trời ơi, sao mình quên để cho sao bảnh cái chưa. Bà Ngọc Ti lấy cái hồng của cháu em đưa qua cho chị rồi. Đậu chụm má nó thiệt chứ. Cái này 2-3 tuổi trở xuống đi dễ thương. À, vậy chị Thiện mày muốn đeo không? Em kêu con trai em cứu vợ đi, em nuôi cháu cho nó không chịu. Rồi bây giờ mình xeo đầm nha. Giờ xeo đầm đi. Ờ, cái đầm em mặc hết lâu rồi. Mà cái đầm này nó co giãn cái gì anh Tú. Đầu này em về cái đầm hôn cúng này co giãn mặc sướng muốn chết luôn. Rồi lên đầm nha. Bây giờ lên đầm xeo nè. Cái này nó chưa có xeo đâu. Cho nên cái này phải treo lên nè. Này treo lên nè. Rồi lên đầm nè. Lên đầm nha. Em có một con đầm ngọc trai duy nhất. Thôi bỏ cái này cho nhím đi. Bỏ vô cái bịch gương đâu rồi. Đâu rồi. Rồi nhím đi. Mai gửi về địa chỉ nhà mày xuống, thoại nhà mày xuống tự làm bill đi. Rồi đây mấy chị. Cô gửi gì ghi cho nhím đó. Chứ không mẹ mày lấy mang đi chợ nha. Đầm này dưới 80-82 kg đầm ngọc trai mấy chị. Đầm ngọc trai là dưới 80-82 kg. Rồi một con duy nhất. Rồi xeo mấy chị 170 ngàn. 280 xeo 170 làm liếc liếc hay mấy chị. Mình một khi mình xeo xeo còn xeo 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 à. Ồ vậy anh. Mua à. Để cho nó gọn. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Đầm ngọc trai dưới 80-82 kg. 280 bán mấy chị 170. À 120 anh đẹp trai lên làm giá Úc ca nước anh. Trời đã. Rồi lên tiếp nè, con dâm này size nhiêu, con dâm này size L. Đầm 170 của Ngô Thị Hồng Yến nè. Ngô Thị Hồng Yến, đây mấy chị ơi. Đây là một cái dâm size L.
Đây là một cái zoom size L, zoom này dưới 70 kg, bán cho mấy chị 120. Chốt giùm em zoom rêu. Zoom rêu 120 size dưới 70 kg, zoom rêu. Chị nào chốt zoom rêu, chốt lên giùm em zoom rêu. À, chị nào chốt zoom rêu thì chốt. Nè, coi đưa nè. Làm hộp cũng hết lâu rồi hiểu không? Coi nè, đưa cái túi này lên một cái, coi bà lùng bà ngồi bà nhìn nè nghe, mấy chị coi nè. Mấy chị coi bà lùng bà nhìn nè. Đó, đó bắt đầu bà liếc á. Bắt đầu bà có triệu chứng liếc liếc rồi đó, đó nghe không? Tôi nói là tôi dở cái túi sách ra, cái bà lùng bà liếc liền ở đây. Rồi cái kia là đá cho Út mở cái đây nè. Chị mày, cá bồ mày hổ, chừng nào mày dắt dâu gì mà kêu cứu cho gì tao cũng cho, còn giờ là bồ là tao nói mấy con dọc đường cũng cho cái gì hết trơn. Chừng nào kêu cứu vợ dắt con đó về đây tao cho. Tao dở chịu thì mẹ luôn. Đây. Yêu làm gì mà là người si mê con chim voi cha. 450.000. Hàng Quảng Châu. Rồi. Zoom rêu của Trần Hiệp. 450.000 nè, cho con cái này luôn. Đứa này lên phòng. 450.000. Nguyên Thảo túi sách 450 nè. Bỏ ra. Em cái chị Thảo không cái đi cho nó gọn gàng đi Thảo ơi. Nhắn tin cho Nguyên Thảo rồi con ơi. Em cái Thảo cái đi cho nó gọn, nó mau và nó vuông. Ca sĩ bá đạo. Giờ chị muốn em hát bài gì em hát xuyên đêm nha. Lên tiếp đầm nha. Có chị nào ở đây mà dưới 50 kg không? Có chị nào ở đây mà dưới 50 kg không? Nói đi em bán cho cái đầm. Cảm ơn. Nhắn tin cho Nguyên Thảo túi sách 450 nha. Áo khoác mấy chị. Áo khoác. Con này là 650 nè. Con áo khoác này 650 ha. Con này là size số 3. Con này 650 là tương đương dưới 75-76 kg. 650 còn một con, xe cho mấy chị 500. Xe mấy chị 500 nha. 500 áo khoác. Xin được chị số mời con Nguyên Thảo con. 500. Để nào chốt 500, chốt giùm em đây. Áo khoác này. Mày lo tóc đi tí. Cái gì thật tóc đi. Áo khoác này size dưới 90 kg nè. Đây. Áo khoác lính. Con này dưới 90 kg. 650 sale luôn cho mấy chị 500. 500 hai con áo khoác nha. Một con trước là dưới 75 kg, con sau là dưới 90, 92, 93 kg. Dưới có nghĩa là từ 78, 80 kg là trở lên đã vừa rồi ha. Rồi lên tiếp. Đây là đầm xe cây mấy chị. Đầm này đầm xe cây trời ơi. Em nói thiệt với mấy chị nha. Chị nào mà dưới 70 kg nha, mà chốt con đầm xe cây đi thiệt ha. Lên gặp bà Toàn. Biết không bà ơi. Yêu làm gì mà người con tim dối cha. Trời ơi con sơ cây này mấy chị ơi. Con sơ cây này dưới 70 kg nè. Nè phơm đẹp không? Bà nậu cha nó. Rồi sơ cây này là. Đầm 50.000 giá nhiêu hả? Giờ biết bán nhiêu trời. Bán 200 chị, đầm nó 450. Cái con sơ cây này bà nào dưới 70 kg làm ơn chốt nè. Em chốt sale con sơ cây này cho mấy chị là 170.000. Đó con này là đi tiệc được nè. Nó dài tới ống quyển Nguyễn Liếm. Nhưng mà hàng sơ cây này á là hàng xuất nè. Em coi hàng là có thương hiệu nè. Calvin Klein sơ cây nè. Sơ cây là cứ khô. Nhưng mà con đây mà nếu mà thêm một cái cây áo nữa tính về độ sang á Nguyễn Liếm, thì chỉ có con sơ cây này trị được mấy chị thôi. Sơ cây là hàng xuất châu Âu mà. Sơ cây 170 sale. Anh Văn Văn nè. Hàng này là anh Văn Văn mặc là bị ôm là không có đổi trẻ đâu nha. À không nói thiệt. Rồi anh Văn Văn nè 170. Sơ cây đẹp mà mặc không vừa. Sơ cây này dưới 70 kg. Em có nói cho mấy chị là dưới 70 kg. 170. Rồi lên tiếp nha.
em còn một con này 280 size dưới 80 kg, khách lấy con sợi cây rồi. Đầm này chưa sale đâu, mà tại ở đâu có con nó rụng ra đây nè, chứ đầm này là em chưa sale đâu. Dưới 80 kg đầm sơ mi, đầm vest sơ mi. Đầm này là 280 sale mấy chị, còn 220 dưới 80 kg. Chốt giùm em dưới 80 kg nha, chốt giùm em dưới 80 kg đầm này. Rồi đưa hai cái áo khoác ra cho nó treo lên. Đầm này dưới 80 kg sale 220. Ủa cái gì mà lấy bi xuống ngoài vậy? Ở trên cái tủ, ở trên cái âm ly á, còn mấy cái, còn cái hộp bánh đó con lấy xuống ăn hay ngọt quá trời. Đúng rồi, à, con nó 650 rồi mấy chị. Lấy ăn hay con? Út nhìn cũng được cái mẹ Út. Không ăn cái bánh nó ngọt thiệt. Thằng đó là của thằng ngọt Broda á. Bánh Broda. Nè em có con dâm này dưới 75 kg là đẹp không? Con dâm này hàng xuất luôn. Con dâm này còn cỡ dưới 74 kg. Đẹp quá trời mấy chị ơi. Thiệt bà nào chốt con dâm này là trúng mánh luôn. Sale cho mấy chị 170 con dâm trắng đen. Con dâm này hàng xuất nè. Dâm hàng xuất. Gửi đồ em chưa, em vô trong tin nhắn coi thử chị em gửi chưa. Chụp hình là gửi rồi đó Ngọc Dầu. Thấy không? Chụp hình một cái bẹt qua là gửi rồi. Giờ như mua qua mua mà sale đâu có gửi đâu. Ít quá đâu có gửi. Ít quá không gửi. Ai? Gì Bích Thủy Trần? Dâm chắc. Thôi Bích Thủy Trần. Bích Thủy Trần dâm 170. Chờ chút nha, xin lỗi từ từ kéo cái đã. Rồi xong anh dâm trắng nè. 170 của xong anh. 170. 170 của Sông Anh à. Sông Anh 170. Đâu mẹ thiệt chứ. Má cái đầm này đã xuống sai một cái. Chị em không ăn gì ăn được không? Để em gọi gì mà nói là lấy măng cho chứ. Ờ trong này còn ký này để em mở chị cho. 13 ký măng tư phô ra được 1 ký măng khô. Măng kho ngon quá chị ơi. Măng đó về mấy chị hầm thêm nửa tiếng 45 phút nữa là ok. Em có con đầm maxi bi nè bà mẹ đó. Nếu mà nó size 16 là tôi giữ lại rồi. Mà tại vì này là nó size 18. Chị nào dưới 93, 94, 95 ký chốt với cái maxi bi. Cái maxi bi này là bán cho mấy chị với giá 140 đi ha. Thấy Ngọc Châu và Tài comment sau em làm biến động quá. 140. Chị nào chốt 140 maxi bi chốt giùm em 140 ha. Ủa em hai đơn. Ý là đơn ngày hôm qua Ngọc Giàu còn không? Anh đâu giải quyết bill Ngọc Giàu nó nói gì kìa. Đầm maxi bi của đàn anh Thu 140 nè. Có giải quyết kim nào Ngọc Giàu kìa, Ngọc Giàu nói cái gì á. Đàn anh Thu 140. Một khi tôi muốn sale là không có còn hàng gì còn trong người. Nếu mà tôi đón không lầm thì đầm sơ cây còn nha. 2 cái 60 là sao? 2 cái 60, muốn gửi thì mày ngày mai gửi. Cái 60, 2 cái 120 á. Cái 60, 2 cái 120 muốn ưng thì ngày mai gửi chứ không sao hết trơn. Tôi muốn dồn bill cho mấy bà mua thêm thôi. Tại vì một lần một cái bill mấy chị lấy 20 ngàn ship là em phải phụ 15 ngàn. Rồi đầm này chị là size 100 kg hút. Chị là size 90 tới 100 kg hút. Đầm này là 350 lận. Giờ xe cho mấy chị 170 luôn chốt giùm em đầm đỏ. Nè có cọng dây nịt nè. Cọng dây nịt bỏ ở trước bụng nha. Đó là hầm còn nhiều. Em sợ nó bị khít cái nồi rồi đó chị. Đây mấy chị ơi. Mà không có một miếng già luôn chị My. Lúc em cắt cũng không có một miếng già mà em để thớm ăn dày á mấy chị. Mà thấm ngon gỡ không 8 tiếng ngồi. Đầm đỏ của Thao Nguyễn nè, 170. Thao Nguyễn. Coi nha, không phải Thao Nguyễn Đà Lạt nha. Phán Ngọc, Ngọc Giỡn cười xong rồi phán. Giống như phim vậy. Coi thử Thao Nguyễn nào. Em định nói là măng vô. Em sẽ hầm em bán thứ một phần 300, 350 ngàn mà không biết có mắc không. Mà em tính cái nồi đó ra hơn 1 triệu, chưa tính lửa của chi phí
ý, đường muối vào ăn bột ngọt hả mấy chị? Ăn vô. Nè, sao mà nhà hai thằng nó nói đã bệnh ra mà còn địch dữ nữa. Bà nào mẹ nó địch, trao cờ cá ngựa thua nó còn thua cái địch nữa. Ở đâu ở đâu ra mấy cái đầm này bây trời? Tôi bán, tôi không nhớ tôi có đầm này luôn. Tôi không nhớ tôi có đầm này luôn mấy chị. Thiệt luôn. Bà nào mẹ nó, ở đâu ra mấy cái đầm đẹp vậy? Để cái mặt chơi coi. Ông chứ măng cũng mắc lắm mấy chị. Giò cũng mắc. Mà rút kinh nghiệm ở đây hầm ba rọi. Không hầm giò nữa. Hầm giò nó rẻ xương ngon. Hầm ba rọi ra nó mềm ngon. Đây nè. À, đầm em mặc hết lâu rồi đây mấy chị. Trời ơi cái con đầm này mấy chị mặc lên cưng lắm ha. Con đầm này à. Đâu? Cho cái thuốc dây vậy bi. Con đầm này bán cho mấy chị 130 ngàn đây. Nó bún măng vịt cũng ngon chị Ngọc Kiều. Không, cái măng này hồi bữa ăn kho ổng thợ nấu quê mà ổng cũng khen nữa. Để em đặt vô 5-7 kg cho mấy chị dùng tốt. Con này dòng vú dưới 115. Con này dòng vú dưới 115 nè, 130 ngàn. Đầm này Minh Xu Hồng vừa nè. Ai ai? Phạm Trang đầm đen 130 nè. Minh Xu Hồng 130 nè. Minh Xu Hồng 130. Đầm này đơn giản mà đẹp lắm nha. Đầm là Minh Xu Hồng 130 nè. Vừa chị. Đầm đen 130 của Minh Xu Hồng. Kéo nãy giờ mà chưa vô tới cái live stream luôn á mẹ. Yeah. Chưa thấy. Ê, nãy bà nào chốt đầm xe cây đâu? Bà nào chốt đầm xe cây? Đây, bà nào chốt đầm xe cây chốt lên giùm tôi. Đầm xe cây 170 nè. Toàn bộ đều là size số 10 hết. Hồi nãy là đen đúng không? Giờ là xanh coban đẹp ha. Rồi chốt giùm em đầm xe cây 170. Đời nào mấy chị mua được con đầm như thế này mấy chị? Con đầm này mà giật rét lên đi đám cưới một cái là chết. Sống không nổi. Rồi đầm xe cây 170 của Ngọc Châu thành phố. 170 của Ngọc Châu thành phố. Ngọc Châu thành phố. Lấy 2 kg rồi giờ đỡ ngoài đó dặn cho con ấy nó làm. Ê nha, con nói là chị con nói là chị My biết không? Con nói là bạn em mà nó ở giữa rap danh giữa em với lại Gia Lai, cho nên là đồ thịt hàng của nó từ heo rừng tới thịt nhím tới thịt nai đều là hàng của khu bảo tồn gì á, cái khu bảo tồn gì mà quốc gia á mấy chị. Rồi đầm 170 của Hai Văn Thanh nè. Đầm từ từ đầm 170 xe cây của Hồng Ngọc Vũng Tàu. Hồng Ngọc Vũng Tàu 170. Ngọc Châu có rồi nè. Rồi đầm một cái cuối cùng xe cây của Thanh Hoa nè. Thanh Hoa 170. Thanh Hoa có bill. Xe cây Thanh Hoa 170. Bữa nào em sẽ vô luôn cho mấy chị một lượt luôn. Thịt nai, thịt đồ. Em vô luôn lượt cho mấy chị rồi. Thanh Hoa làm xe cây. Không, cái này chị Tú Trang Lý không vừa đâu. Vừa là em để liền, không vừa. Con dâm này dưới 70 kg nè. Con dâm hoa này dưới 70 kg sale cho mấy chị 140. Con dâm này à, chị cá chiếc bà mặt đẹp lắm. Chốt giùm em dâm 140. Sa cây có 3 cái khách lấy hết rồi mấy chị ơi. Chốt giùm em 140. Em bán để cho là hết hàng thôi, chứ không có lời con mẹ gì đâu. Để mấy chị trả giá với em nha. 140 dâm. Bỏ vô đi bây. 140 của Phạm Thanh Liêm. Em có một con túi Ngọc Trinh nè. Có đúng một con túi Ngọc Trinh. Bán cho mấy chị với giá là 420 ngàn một con. Chị nào chốt túi Ngọc Trinh 420 ngàn chốt giùm em không? Chị không có, xin thay. 420 ngàn túi Ngọc Trinh. Chị nào chốt túi Ngọc Trinh chốt giùm em da đã đó mấy chị.
coi không có 420 ngàn. Uống một trinh mấy chị. Giờ chị muốn lấy liền hay chị muốn gần gần Tết lấy? Để từ từ chừng nào em đăng lên là chị mới vô đặt mở hàng đi. Bộ nãy giờ em lên cái zoom gì mà chị tin cô bà chốt cái zoom vậy ta? Đầm này em còn đâu mấy cái á? Đầm nút bạc nè. Dễ thương chưa? Nè tí, bước lên ngay chỗ đây nè, chỗ cái bao son lên hình như là có cái đầm nút bạc nè. Con kiếm cái đầm nào mà đầm nút bạc, đầm nút bạc mà đầm đắp chiếu nút bạc này, xách xuống đây. Đầm nút bạc này 280 sale cho mấy chị còn 190 ha. Tổng cộng mấy size lận? Size này size dưới 72 kg nè. Ừ, con kiểm tra từng bao đi. Đầm này dễ thương lắm mấy chị, đầm này rất là dễ thương. Rồi sale đầm này cho mấy chị 190 đi, 190 ngàn. Đầm này dưới 72 kg nè. Rồi mấy chị muốn lấy đầm này size bao nhiêu? Đen nút bạc 75 kg. Rồi 190 của chị Thao Nguyễn. Cái này mới là Thao Nguyễn Đà Lạt mà nha. Phải không? Đúng rồi đó. Rồi Thao Nguyễn Đà Lạt nè. Sắp đàng hoàng nè. Thao Nguyễn Đà Lạt. Chị Thao gửi đồ xuống cho em chưa? Rồi đúng rồi con. Rồi con lượm đi. Ồ cái lá sai nhiêu rồi bây? Đây con thử lại sai nhiêu rồi. L không lấy ít L mới được. Nè Thao Nguyễn nè. 190 của anh Văn Văn. Lưu ý là hàng sale là không cho độ trễ nha. Anh Văn Văn 190. Được, được, được cái túi lại, được cái túi lại. Nè, còn cái nè chị Châu Thảo. Còn cái duy nhất 190 là chị Châu Thảo. Một cái duy nhất. Trong nhà từ từ dùng. Con mẹ con Nguyễn Ngọc Trâm, đầm đút bạc 80 kg. Rồi Nguyễn Ngọc Trâm này 190. Đầm này còn size 100 kg nha. Đặng Anh Thu 190. Ôi đừng có giỡn nữa, một hồi mà dồn biêu lộn nha. Là tao chữ rượu má thiệt á. Là lên trên trụ điện đứng chơi với chim luôn nha. Đầm nút bạc 87 kg của Minh Xu Hồng này, 190 của Minh Xu Hồng. Rồi đầm này của chị Quốc Khang nè. Nha hai cái thằng quỷ âm binh. Tụi mới chơi cờ cái ngựa mà 1 tiếng đồng hồ ra đi 8 cái. 190 ngàn Quốc Khang. Nút bạc 90 kg của chế nha, nghe vỏ. Còn hôm nay chị nghe ơi. Rồi nghe vỏ 190 nè. Đầm 70 kg của Tim Thị Cu nè. Tim Cu 190 nè. Tim Cu 190. Bùi Thị Ngọc Trân lít L. Cái trời còn cái cho Bùi Thị Ngọc Trân. Bùi Thị Ngọc Trân 75 kg hả? Bà lấy cái này Bùi Thị Ngọc Trân đây. Dạ. Anh ơi, lấy bill chị Thao Nguyễn Đà Lạt đi. À thôi khỏi, thôi khỏi. À bay 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 đưa lộn lại. Bùi Thị Ngọc Trinh. À đưa lại bay bay đi. Thôi mà bay lại cái này. Rồi đâm nút bạc. Đâm nút bạc của ai? Trái tim bên là. Một trăm chín của trái tim bên là. Rồi đâm 80 kg của Nguyệt Minh Võ. Chưa rồi chứ đâu có hàng đâu. Cái túi cho rồi, giật lại bán chị. Giật lại bán mai mốt có cho cháu bên sau tài hai đứa lận. À, rồi, của ai vậy mới là của ai? Nguyệt Minh Võ đúng rồi. Rồi còn cái này là của chị Châu. Còn của chị Châu Thảo Gò Dấp nè. Để chị bán cái nè chị. Chị bình tĩnh đi chị, bây giờ cháu cho lúc nào cũng được hết trơn. Hồi bữa nha, lấy một cái túi đeo chéo nhỏ xíu. Túi lính nè chị, đeo chéo này về cho số bệnh. Lấy được hai cái là định bán cái, xong cho số bệnh cái về bán mẹ hết luôn.
Trời ơi, cuối cùng đi kiếm lại không hề có hàng luôn chị. Bà nội cha thiệt chứ. À, anh ơi, anh lấy cái đầm của chị gì Đà Lạt vô nè. À, chị Thao Nguyễn nè, đổi cái đầm này cho chị Thao Nguyễn, tại cái đầm này phơn nó hơi rộng. Chứ không chị rộng á. Đổi lại cho chị Thao Nguyễn, bỏ bịch đi, bỏ bịch cho, đổi qua. Đưa đưa em, đưa cái bịch đây cho em. Phải không, phải nó, đưa đây. Đây là của chị Trang Chiêu nè. Trang Chiêu công chứ. Túi nhỏ phải đợi hàng về à chị. Em nhận đồ rồi chị, đẹp mà. Coi đồ riết chắc em bị đuổi khỏi nhà. Tôi nói không có ai mà liều giống như bà Nguyễn Diễm hết trơn á thiệt. Trên đòi dưới giếng sóc mình bà. Trời ơi, phòng nghiệp lắm ở phòng trọ. Mà thấy em về miền Trung đi ủng hộ Bảo Lục quá chị My. Mà tiền phòng trọ hả? Lấy tiền phòng trọ đi ủng hộ Bảo Lục triệu rử. Trang chưa đóng đúng không? Trang Chiêu chưa đóng tiền phòng trọ 2 tháng luôn. Mẹ liều mạng. Tao nói liều mạng kinh khủng lắm. Thiệt luôn á. Liều mạng quá trời à. Ừ em cũng thấy mẹ ác nghèo thì nói chuyện tàu lắm. Tao nói khách gì mà thiệt muốn đứt được à. Đầm này chị nào dưới 90 mấy ký nè. Đầm này chị nào 90 tới 100 tới 100 ký em bán sale cho mấy chị 140 ngàn. Mà la dòng hàng xuất đẹp lắm nha. Đầm sơ mi này em nói mấy chị mặc vô tuyệt vời lắm. Đầm này những chị nào đã mặc đồ bên em rồi là chị đó sẽ biết. Rồi bán mấy chị 140 đầm la dòng 100 ký xếp lại. Từ từ luôn. Mất hồn nào vậy. Đầm này nè, đầm sơ mi em mới đưa lên 140 là chị Ngô Hiền vừa. Còn đầm đúc bạc size 100 ký là hết rồi. Tiếp tục mấy chị. Đẹp không? Hàng xuất luôn. Đầm 100 ký của Trương Thị Ngọc Dung. 140 ngàn của Trương Thị Ngọc Dung. Hồi trưa em bán 2 cái dung size 100 ký. Em kêu chị Dung ô Dung hở không thấy đâu hết trơn. Rồi đầm xe cây nè đầu. Mấy chị mà cầm vô con đầm này mấy chị mê mẩn. 170 ngàn đầm, đầm xe cây. Em nói mấy chị nha. Hàng này là hơi bị đỉnh nha. Dưới 75 ký. Em nói mấy chị là vải này là đỉnh của chữ đỉnh luôn. Hết luôn. Hết nút bạc. Chút nữa đây ngồi đây sale cho vài mẫu nữa. Đầm này là dùng từ đỉnh của từ đỉnh nè. Là đầm này nè. Đầm xe cây. Chốt giùm em đầm 170 dưới 75 ký. Có đúng một cái thôi. Đầm 170 ghi vô đi. Bỏ vô mình bóng ghi 170 đi. Đầm này còn gì. Đầm này là chốt cho bà mặc lon này. Mặc lon. Cường loan. Thấy chữ đó. Thôi thiếu rồi. Hai chữ trước nữa. Nó là nhỏ thôi, chồng nó ngồi sát bên nó búng hai cái hộp lê nó bay lên hộp é luôn. Ghi chờ chốt cho mặt lon 170. Mặt lon 170. Tiếp tục. Rồi hôm nay gì em trao cho xét số luôn đó chị. Rồi đầm này size L nè. Hồi trước chị đang dành lộn đầm này thì giờ dành tiếp đi. Rồi sale 280, sale còn 130, đầm này dưới 70 ký. Chốt giùm em đầm 130 dưới 70 ký. Sale cho hết nha mấy chị. Sale lấy tiền về mai quýnh đề đầu tư kỹ thuật số cho bán kiểu này đi làm đĩ cũng vậy. Mà giờ cũng hết thò làm rồi. Rồi 130, size L. Quần què gì mới nghe kêu tên à. Là chốt cho mẹ cái đầm xanh xe cây đó bà đòi. Trời ơi không chốt thì cũng chửi. Chốt rồi kêu tên cũng chửi. Má khó ăn khó ở dễ sợ thiệt chứ. Mấy má để cho con Hiền những cái ngày mà mưa giông bão táp cuộc đời vô đi. Phạm Thanh Liêm 130 bé bê. Phạm Thanh Liêm 130. Thứ quỷ gì hết trời. Chị nào bụng bia bụng bầu bụng chữa chốt cái đầm này cho em. Chị nào bụng bia bụng bầu bụng chữa chốt cái đầm mà đầm phơm rộng này cho em. Sale 120 ngàn cho đỡ nhục luôn. Nghĩ sao đầm đẹp vậy mà đi sale 120. Không chốt tôi để anh tôi mặc đấy. Chị của tôi nói thiệt. Tôi không phải giỡn đâu. Vậy đi em. Bữa sau mà lỡ có chị Liêm có không nhớ, chị Liêm cứ nhận hàng đi. Rầu có gì em giải quyết sau cho. Tại nhiều lúc cái biết sao nguyên ngày em đi lấy hàng, em đi ở xưởng á. Em không có ở nhà. Đấy cho nên là ship em nó gọi không được rồi nó giao hàng không được. Rồi nó cứ nghĩ mình làm biêu ảo á. Bán xong tuần này yên đi vô động đúng rồi.
vậy á. Đầm này đầm form chữ A nè, đầm dây sức. Đầm này chị nào bụng bầu, bụng bia, bụng bụng bự đều mặc vừa ở trơn, nói chung là 75kg đến 90kg. Chốt giùm em đầm dây sức rồi bán 120 luôn á. 120 đầm dây sức nha. Mua giùm em mấy chị ơi, mua giùm em mai có tiền uống cà phê rồi vô hàng mấy đứa ơi. Vô hàng đi hai thằng ông nào. Tao like đi, tao không bịt khẩu trang, hai bay bịt gì vậy? Đầm 120 của anh Văn Văn. Dạ ông nội. Hàng nào mà hàng nóng như hàng nguội. Mà làm như là tụi bay bán mà tấu thì tao kêu lại lấy đồng vô nó hỏi hàng nóng hay hàng nguội. Rồi xong rồi một thằng vô đây gom móc lên luôn. Trời ơi. Rồi vô. Rồi. Kia lấy kia nè. Chắc là mấy cái áo khoác này mấy chị không mua đâu, 650 kêu 500. Chắc không mua áo khoác này cho nên là đeo áo khoác rồi kêu là bỏ lên đây. Bỏ lên đây. Đúng rồi, mình mặc không vừa mình cứ cho đi. Mình phải hoan hỷ chị mặc luôn. Làm như thích bắt lấy rồi chị Thiên Sứ Hoa. Rồi lên tiếp nha. Em có cái đầm body nè, bán với chị 80 ngàn cho đỡ nhụt. 80 ngàn đầm body. Đầm này dưới 75kg. Nè bãi co giãn nha. À Chopinut là cái gì? Chopinut là cái gì? Đầm này dưới 75kg nè body. Rồi theo đầm này cho mấy chị 80 ngàn. Con đổ cái nước lên tí. Rồi lên đi. Rồi còn nữa không? Còn nữa từ từ khiên vô nha. Dạ khoác là 550 xeo 500 á chị ơi. Mộng hồi nãy có cái size của chị mộng poly á, nhưng mà em nói mấy chị tiền nào của đó ha, nó đẹp lắm. Rồi 80 ngàn đầm body vải co giãn hàng xuất ha, mộng poly. Cái con này em nói mấy chị á, mặc lên cái vải nó sướng, trời ơi nó sướng lắm. Dạ 80 ngàn của gấu thì bông kìa con. Bây cái đầm này nè, em nói thiệt nha, em dơ lên như thế này là không có ai chốt đâu. Em dơ lên như thế này là sẽ không ai chốt ha. Đây, nhưng mà khi mà em mặc vô mấy chị giật lộn nè. Em hứa luôn tại vậy nè. Cái tay của nó mấy chị thấy không? Cái tay nó ra từ đây nè. Mà ở sau nó có một cái, ở sau nó có một cái lượng áo khoác, đây là chuột của chị Thao Nguyễn rồi. Mấy chị 148 650 xeo 500. Cái đầm này là hồi đó mấy chị nào ở bên ở cái quận nào đó, ở đâu thành phố chứ ngoài ở tỉnh, cứ hỏi hoài họ cái đầm này còn thì mình trả lời không. Mà tới sau đó rồi á thì mình mới thấy nó còn. Đầm này sai á, sai này là để mặc lên mới biết được. Không mà em mặc lên là mấy chị giành liền. Hứa. Tại cái đầm này cái kiểu nó không có đụng hàng. Mà đầm này mấy chị đi tiệc là tuyệt vời. Body, body. Body đã nào? Body khách lấy nãy giờ rồi. Bi bệnh nữa không Bi? Để quá phải lập cái Nguyễn. Rồi sale 500 nè. Nè, đầm này chị nào dưới 85-87kg đầm này vậy? Chị Minh Xu Hồng lấy được nè, nói mấy chị thấy không? Đó, đây là chưa kéo cái dây kéo nha. Đầm này sale 150 nha. Em nói mấy chị là con đầm này là hơi bị đẹp, là mấy chị tin em là hơi bị đẹp đi. Hơi bị xuất sắc và đẹp luôn á. Đầm này mà mấy chị đi tiệc thêm một cái cài áo giống như là những cái đầm mà 1 triệu, 2 triệu á mấy chị. Không, em nói thiệt, hàng xuất nó vậy á. Đầm này Phạm Trăng vừa nè. Đầm này bà Phạm Trăng nên lấy đi. Có 150 ngàn không có ôm chị. Không ôm. Tại vì nè chị thấy không, Phạm Trăng cái đầm này là ok nè. Phạm Trăng 150. Nè khi mà ôm lên nó cũng không thấy mập. Tại vì nó có những cái nếp xếp liên tục á. Kéo với kéo lại. 150 của Phạm Trăng. Không không Phương có vừa. Không Phương có vừa. Vừa là la liền. Sai em á mấy chị, sai em. Sai em là sao Phạm Trăng với Minh Xuân Hồng á.
Cái băng keo lại. Cái đầm này vải tuyệt vời lắm. Cái đầm này dùng từ vải tuyệt vời luôn. Con cái à. Đầm này hồi chiều còn mà tôi kêu nó hỏi nó nhìn trên vàng của tôi có không, mà nó cứ kêu không. Thằng cái gà đó, cái vàng á thì là có nhiêu đó, mà cái đầm thì nó dày nè, mà kêu nhìn lên vàng kiếm nè, kiếm không có. Làm như con mắt mày gắn lên rồi để chớp chớp giái hay sao chứ. Tao lai ngồi đây là tao không mệt, mà tao thấy hai cha con mày bị khẩu trang tao mắc mệt á. Đầm mắc xây nè bác chị, hồi chiều sale nhiêu quên mẹ, giờ bán 100, 150 đi. Kéo thằng kêu lên thôi, có lọt ký kéo lên thôi. Ờ, nó nhìn cái đầm này chứ hổng ra. Dạ chốt, chốt sau vậy Hà Thanh. Làm cho hỏi vừa không, vừa thì để chị, cho nên mới để, mới vừa là để chị. Thấy chưa cái gì? Có mày khùng mà mày không thấy hay chưa? Má thấy rồi coi nè, coi em. Áo khoác hồi nãy em đưa chị coi á. Em đưa chị coi áo khoác chữ BB đó. Nãy giờ em đưa lên có cái đó chứ nhiêu. Maxi này dưới 90kg cũng vừa nha. Dưới 92kg cũng vừa, dưới 95kg cũng vừa. À, nói chung là maxi này 70 đến 95kg vừa 150 nha. Chốt giùm em maxi. Hai cái nè. Giày màu chiều khách đặt coi như 6-7 cái luôn, kêu ra để kiếm nó không có. Mấy cái thằng này lúc nào làm thì làm, lúc nào giỡn thì giỡn. Cứ riết cái thành giỡn, thành làm, giỡn thành thành ấy luôn. Cái trưa người ta chốt vỏ đi hàng 6 cái đầm này để kêu kiếm mà không thấy. Cứ giỡn biết cái lúc hàng hóa tồn lại một đống luôn. Hai cái maxi nha mấy chị, 150 ngàn. Nè đầm, đầm đen 150 mới vừa rồi sale, giờ còn cái nữa nè. Tao kêu nhìn lên cái vàng chứ tự nhiên cái gom bên này gom bên đó. Còn đứng ngoài đó chả lo nữa chứ. Đầm này là dưới 72-73 ký giống như cái đầm đen hồi nãy mà nó là xanh kén. Đầm này chị Song Anh lấy được nè. Chốt cho chị Song Anh đầm này nha. Song Anh 150 ngàn. Hồi chiều 6 người chốt cái đầm maxi giờ tồn lại hai cái. Ác dễ sợ à. Hồi nãy nào chị nào lấy đầm body, hồi nãy đầm body là dưới 75 ký đúng không? Thì đây là đầm body dưới... đầm body này là dưới 70kg, 80 ngàn. Chốt giùm em đầm body dưới 80 ngàn. Đầm này hồi trưa mấy chị dành lộn là đầm 150 nè. Đầm công sức hồi trưa mấy chị dành lộn là hàng xuất luôn. Ở dưới là đuôi cá nha. Rồi 150 ngàn. Body của Nguyễn Huyền ở Đà Nẵng nè, 80 ngàn. Chưa xem bóp nam được luôn á. Bé nó mới đi học về luôn á chị Loan. Rồi đầm này size 16 là dưới 85kg. Rồi chốt giùm em đầm đen. Chốt giùm em đầm, đầm đen, đầm đen cổ đỏ đi. À 150 ngàn đầm đen cổ đỏ dưới 85kg. Chốt giùm em đầm đen cổ đỏ. Đầm 150 của Dress, Dress mặc lồn nè. Dress mặc lồn 150 nè. 150 Dress mặc lồn. Dress mặc lồn 150 đây. Đầm này hồi trưa sale 120 nè. Còn cái nè. Đầm này là size dưới 70kg. Xe 120 đầm thun lai dòng hàng xuất luôn. Chốt giùm em đầm 120. Cái này là Nguyễn Huyền là phải Nguyễn Huyền. Y-N-I-U-I-N Uyên á. Thì cái dài đúng không? Nó bây nhìn ghi chữ Huyền là Hoàng Huyền ơi. Huyền á. Áo khoác chị, cái áo khoác đó chị ấy lấy rồi. Cái áo khoác chị Thao Nguyễn lấy rồi. Đầm này dưới 70kg đi, chốt đi với chị. 120, trời ơi nội mà 120 cái vải không cũng đủ nữa. Thấy em thấy với chị hết á. Đầm đen có cái mà chị Dress mạch lồn lấy rồi mấy chị. Chốt giùm em đầm xanh đá, 120. Đầm này vải mê lắm. Ở đây có thêm một cái Nguyễn Bích Thủy size nhỏ kìa. Đầm 120 của Phạm Duyên. Phạm Duyên 120 dưới 70kg nha em yêu. Rồi lên tiếp tục. Nói rồi tối nay tôi sẽ cao đồng nè. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị. Đầm này size dưới 75kg đầm sơ mi nè. Đẹp lắm. Đầm này nó giống như đầm rin á. Phạm Duyên con. Đây. Đầm này dưới 75kg. Bán đầm rin. Chốt giùm em đầm rin sọc.
đâm rin sọc bán cho mấy chị với giá là đâm rin sọc nha, bán cho mấy chị với giá đâm này dài tới ông Nguyễn, rin sọc bán cho mấy chị với giá 130 để cho hết hàng, 130 rin sọc đầm sơ mi Ngọc Nhung Lê nè, 130 Ngọc Nhung Lê, 130. Rồi bây giờ xả đầm ngọc trai nha, xả đầm ngọc trai mấy chị. Rồi xả đầm ngọc trai có nhiêu? 300 ngàn đầm ngọc trai xả cho mấy chị, 170 170 nha, đầm ngọc trai 170. Dễ thương. Rồi xả đầm ngọc trai 170, đầm này size dưới 80kg. Em có nói chữ dưới 80kg nha, ngọc trai dưới 70kg. Đầm đá đi đẹp lắm, đúng không chị? Phải đẹp. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 70kg có 2 cái. Không, khách lấy rồi mà sao đổi được chị gấu bông? Ủa bà Phạm Duyên sao bà chốt hàng gì kỳ cục vậy? Ủa bà Phạm Duyên nghĩ sao tôi dơ cái đầm xanh lên 120? Tôi kêu cái đầm này dưới 70kg vô chốt cái đầm xanh cái bẹp giờ kêu em 85kg. Khỏi nhắn tin cho Phạm Duyên ơi. Xả cái bill Phạm Duyên rồi kìa. Rồi tới khi mấy chị về mặt không được, rồi mấy chị đổi, rồi chửi lộn, rồi tè le học me hết, rồi lúc đó ai chịu trách nhiệm vậy mấy chị? Rồi cái tôi mất khách. Mấy chị thấy là vậy mấy chị vừa lòng mấy chị không? Nghĩ sao đưa cái đầm lên rõ ràng kêu đầm 120 siêu dưới 70kg rồi. Mẹ 85kg mặc vô kẹt cái vú nó kêu ép ép rồi chữ tôi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Ngọc trai size L và Tuyết Nhung size L coi mặt không vừa là không ai đổi trả đâu nha, tôi nói rồi. Size L của Tuyết Nhung nè, 170 ngàn của Tuyết Nhung. Võ Dương Kim Tuyến không cho số ký, không biết chốt nha. Nguyễn Quỳnh Giao cũng không cho số ký, không biết nha. Nguyễn Thương Bin Bin Lý trên L là biết nè. Chị nào tôi không biết mà tôi không có chốt thiệt. Rồi Nguyễn Thương Bin Bin đưa ra cho chí thiện đó, nó ngồi nó xíp đi em ghi đi bay. Ngồi chờ nãy giờ Nguyễn Thương Bin Bin nè, 170. Võ Phúc 170 nè. Nguyễn Thương không có giấu nha, mở mặt đi Bin Bin. Rồi đưa cho nó bỏ vô đây. Võ Phúc không giấu nè, 170. Trời ơi sao lâu dữ vậy trời. Hồng Võ 170, Võ Phúc không có giấu 170. Hồng Võ có giấu 170. Hồng Võ có giấu 170. Giỡn, riết cái dư hai cái đầm mắc si bực bội dễ sợ thiệt chứ. Riết cái giỡn hoài, đầm này 90kg nè. Mấy chị không có để số ký là em không có chốt hàng đâu nha. Cái đầm gì mới xả không có chị Dương Duyên gì đâu rồi. Bỏ qua cho anh Văn Văn đi. Đầm này size 100kg nè. Size L còn cái. Tin cu ngọc trai nè. Tin cu không có dấu. Tin cu 170. Còn cái nè. Còn cái của gấu bông. Rồi còn ở dưới đây là size dưới 90kg nè. À cái này là size 100kg nè. Còn cái size 100kg, cái size một cái size 100kg, một cái size 90kg. Rồi gấu bông nè. Phải 6kg không có. Nãy có một cái chị gửi lấy à. Trương Thị Ngọc Dung nè. Trương Thị Ngọc Dung đầm 100kg nè. 170. Rồi ai 90kg nữa. Đặng Anh Thu nè. Rồi cái cuối cùng 170 của Đặng Anh Thu. Quá trời trúng mánh luôn. Đặng Anh Thu 170. Ôi, hàng chính quy mà bán vậy em cũng đỡ khổ. Đặng Anh Thu không qua gió 170. Hết trai nha mấy chị nha. Hết trai nha em, hết trai rồi mấy chị ơi, hết trai rồi. Nhà em hết trai. Không có Nguyễn Holy Nguyễn có. Kéo có là để liền mấy chị. Kéo có là để liền giọng nữa. Rồi hôm nay em sẽ xả cho mấy chị đầm beo. Xả cho mấy chị 100 ngàn đi cho đỡ nhục. Nhưng mà size lớn.
Size 8, size L là 90kg mới vừa nha. Mà đẹp lắm, ở dưới đây có xẻ đùi một tí nè. Rồi bán cái đầm này cho mấy chị 101 đi. 101, đầm beo 101, 90kg. Vải đẹp lắm nha. Không biết nữa, nếu có là nó có á chị. Đầm này 90kg. Hết rồi, Quỳnh Lê kéo từ trên dưới mà. Không thấy Quỳnh Lê. Đầm beo còn mấy cái nè. Yêu lắm. Rồi Phúc Tân đầm beo 101 VIP. Rồi 101 của Phúc Tân nè, đưa qua kia cho chị Thiệu. Ba cái đầm beo dưới 90, 92, 93 kg đều vừa. Chị đâu chốt đầm beo, chốt giùm em. Beo. Nghe vỏ nè, beo 101, trời ơi vải đẹp lắm chị nghe. Đầm này mua là sung sướng cuộc đời luôn, nghe vỏ 101. Sao chẳng có cái nào lâm lâm, mày ở đâu vô vậy Phan Ái? Chứ ai biểu mày rượu rượu, mày có 62 kg, mày rượu rượu, mày uống trà giảm cân chi? Ai biểu mày rượu vậy? Trang Chiêu cái cuối cùng nè. Trang Chiêu. Trang Chiêu không có giấu em. Rượu chi không biết nữa. Có 62 kg mà đi uống chỉ còn 55 kg. Trời ơi, đi nhậu gì nữa cơ trời. Không, mẹ biết mà. Chị Yên có thấy em không? Tại sao em chốt không vậy? Có bán cho em thì em không coi nữa đó, giận nữa. Có chốt, có bán. Sao không bán mấy bà nội? Không bán rồi tôi lấy gì tôi ăn. Nhưng mà tại mấy chị comment sau em làm biến động. Chứ sao không bán chị Vương Phụng? Không bán rồi chẳng lẽ giờ vợ chồng con cái em đi đứng đường chị tạo em. Ha. Rồi lên tiếp tục nè. Còn đồ không? Con để biết nha. Nhiều lắm hơn rồi. Còn nhiều lắm mấy chị mua đi. Mua tới Bến Ninh Kiều cho em. Cái đầm này chị. Cái đầm này chị. Nè đầm này 100kg nè. Đầm này bà Bé An bà có rồi. Beo hết rồi chị. Đầm này chị Bé An bà có rồi. Thì ăn lên lại. Mập lên lại 65kg vô kiếm tôi. Cái đầm này bãi coi. Nè đầm này nó y chang cái đầm Hồ Cúc nè. Y chang luôn. Đầm này size 100kg. Đó chị à. Nguyễn Thị Dung Dung gì đó. Đây 100kg, 90 đến 100kg đầm caro sale 130.000. Bỏ vô bên, từ từ ghi tên xong. 130.000 đầm caro. Mẹ biết chứ không phải mẹ không biết. Mẹ vô mẹ ghẹo cho chữ á, quỷ á, khách ruột mà. Rồi Trương Thị Ngọc Dung 130, đó em kêu mua cho. À vải đẹp lắm nha chị Dung. Chị Dung biết đồ nhà em rồi ha. Vải rất là đẹp. Đẹp. Vải đẹp mê say. Yêu làm gì mà làm người điên điên xem ai. Tôi vô. Tiếp tục. Để bữa nào em về Phú Yên á, em còn 2 cái thùng đồ. Mà cái lúc mà em bỏ vô Sài Gòn em còn mấy thùng đồ mới rồi đó. Để bữa nào Tết em về, em sẽ xiên lên. Em sẽ xiên lên sẽ em sẽ xử lý mấy cái thùng đồ đó, quăng bớt đi. Nhà em hồi đó ba má em gì cũng để lại, em cũng vậy, tính em cũng vậy. Rồi lên giùm nha, giùm này sale 130 đi. Sale 130. Giùm này dưới 90kg nè. Rồi giùm rêu sale 130. Trời ơi, 208 sale còn 130. Chớ giùm em giùm rêu dưới 90kg. Giùm rêu. Không. Giùm này dưới 100kg nè, trời ơi, 130.000 giùm rêu mấy chị ơi. Dùm rêu ở sau qua dây kéo. Dưới 90, dưới 100kg. Rồi còn đúng 2 cái. Vô đồ tí ơi. Vô đồ rồi gom móc. Còn 2 cái dùm dưới 90 và dưới 100kg 130. Chị nào lấy cũng trúng mánh cái dùm này hết trơn. Thiệt. Đây là những lời nói thiệt lòng từ con chim tới trái chim của em. Chỉ còn đúng 2 cái thôi. Em mấy ngày nay em bị bà già em chữ. Bà chữ ớt mà nghĩ còn mình đẹp thì mình vẫn phải đẹp nhung. Thiệt. Ngày hôm nay tôi sale đầm 1.400.000 cho mấy chị với một cái giá giật mồng nè. Tôi sale để tôi đắp đồ Tết mà. Cho nên mấy chị nào mà còn cỡ ngang 70-75kg ngày hôm nay canh nha. Chút nữa làm ơn cầm cái cục wifi gắn vô đi. Tôi sale 2 con đầm 1.400.000 còn một cái giá giật mồng. Cầm hai cái cục wifi cắm rồi đít cho tôi. Ông tôi nói thiệt. Ủa mai chút dưng mà ok treo lên. Tôi nói một khi mà tôi sale là chỉ có từ banh nóc tới banh hàng thôi. Ông
không dùng nó rồi. Ngưng. Đang bị ngộp. Rồi đưa cái này treo lên nè. chồng thấy chửi vậy không á chị? Chồng em không bao giờ chửi nha mấy chị, thiệt. Thiệt, dù ngày nào cũng lấy bộ đồ mặc mà chồng em không bao giờ chửi. Có chửi có ghi được, có chửi được đâu nữa. Chửi ớn, chửi đầu dưới em chạy em đầu trên, chửi đầu trên luồn đầu dưới. Chửi toilet nhà dưới em luồn lầu ba. Chửi phòng anh em luồn phòng ông nậu, vậy hết chửi mấy chị. Cứ vậy mà tiếp tục phát huy nha. Rồi bây giờ lên đồ nè. Bà nói ai chửi, tôi chửi bà hả? Ừ đúng rồi. Đúng á, nó ngược bà chửi tôi có lắm. Từ chứ đầu chú với chú tôi toilet luôn. Chửi tống xấu với hai bên. Đâm bếp. Rồi lên đâm bếp nha. Rồi đâm bếp này dưới 80kg nè. 280 xe còn 170. Chốt giùm em đâm bếp dưới 80kg. Chị nào nhỉnh nhỉnh 2kg vẫn được. Đâm bếp 170. Chốt giùm em đâm bếp XL. Đâm bếp XL mấy chị. Đâm bếp XL. Sao bây bây nữa tồi bậy nữa. Mấy mẹ tồi lắm. Em có một con đầm red nè. Đầm này 280 xe 170. Đầm này size dưới 70kg. Mấy chị có cái tay dễ thương á. Chốt giùm em là bếp đùi. Chốt giùm em là đầm ren đùi. Chốt giùm em là đầm ren đùi. Đầm này 170 size dưới 70kg. Ren đùi nha. Đầm bếp của Nguyễn Ngọc Trâm nè. Thảo Trinh lấy đầm bếp này đi. Nó giống vậy á Thảo Trinh. Đây nè. Y chang. Nhưng mà là không có dây cột. Ở đầm này dưới 90kg à. Đầm bếp này dưới 90kg. Đó, hai cái đầm bếp này dưới 90kg nè. Hai cái này dưới 90kg luôn. Đó, còn đúng hai cái đầm bếp này dưới 90kg. Đầm bảy luôn. Rồi đầm lên đùi của Ngọc Châu thành phố nè. Đầm này chưa có sale đâu. Tại vì có một cái chi dưới này là để sale với cho Ngọc Châu chứ đầm này chưa sale. Bà Thúy ơi, lên lấy cái bao đầm lên đùi xuống đây tí. Lấy cái bao đầm lên đùi quen con lấy gì nè. Xuống đây sale luôn. Bữa nào canh đi ngủ lấy kêu 502 dán mở lại bảy thật. Chị cho ít mức dài ghê. Lên chân. Rồi Ngọc Châu thành phố. À, xe 170. Không mấy chị. Thêm 10 ngàn hay cho chị Châu. Cho em xin thêm 10 ngàn. Cho em xin thêm 10 ngàn là 180 mấy chị. Thầy em đưa hết cái bao xuống em xeo tàu em mấy chị. Lỗi nhiều tàu em. 180. Rồi Minh Xu Hồng nè. Minh Xu Hồng 180. Nãy giờ cái bà đó mà gần bể lùng nó nhảy 8 thước rồi. Rồi Minh Xu Hồng 170. Chị đừng có hu hu chị tàu em lắm, em cũng vậy. Mấy chị chốt giùm em là đầm ren kèm số ký nha. À, ren đùi nhiều size. Thảo Trinh hết rồi. Ren đùi của Hiếu Lê nè. Để coi thử còn có size Hiếu Lê không nha. Rồi ren đùi của Hiếu Lê 180 nè. Hiếu Lê 180. Ren đùi 75kg của tình nào cũng phai. Còn hai cái à. Này của tình nào cũng phai này nè. Tình nào cũng phai 180. Tình nào cũng phai còn một cái bill 80.000 nhà em. Rồi ren đùi của Thao Nguyễn Bích, Thao Nguyễn Đà Lạt nè. Thao Nguyễn là 180 ngàn. Chút nữa chị Thao Nguyễn nhắn tin vô fanpage giùm em là Yên ơi hai món đồ đó bao nhiêu làm bill trừ ra. Để anh Phước ngày mai ảnh làm bill chị ảnh trừ ra nha. Cho khỏi lộn nha chị. Thu Hạnh Huỳnh Sai L đã coi thử con không chị. Tại còn đây có hai ba cái. Đà Lạt. Rồi đây Thu Hạnh Huỳnh Bảo Ngọc Thi. Đầm này có không có sai không ký. Bảo Ngọc Thi nè. Một trăm tám mươi ngàn của Bảo Ngọc Thi. Nguyên Trần giá trò còn cái size L bán cho Nguyên Trần. Ô tàu em Nguyên Trần ơi. Đây Nguyên Trần 180. Nguyên Trần thấy chưa. Đầm này size 100kg hết rồi. Đầm này còn size 80 tới 90 thôi.
Rồi Nguyễn Hiếu nào đây, inbox cho địa chỉ số điện thoại Nguyễn Hiếu nè. Nguyễn Hiếu lên đùi 108 của Nguyễn Hiếu. Võ Dương Kim Tuyến, trời ơi bà ơi, 80kg hồi nãy giờ ha. Nè Võ Dương Kim Tuyến 180. Rồi coi Nguyễn Hiếu là ở đâu, còn đúng cái dưới 90kg mấy chị ơi. Còn cái dưới đúng dưới mới 90kg. Còn đúng một cái dưới 90kg, 75kg hết sai. Còn đúng một cái Quỳnh Anh Nguyễn Lam, trời ơi dễ thương Quỳnh Anh Nguyễn Lam, cái cuối cùng nè. Rồi hết mấy chị. Ước gì bán hàng chính quy mà cũng dày cho trụ má thiệt chứ. Xây nhà lầu, bán nhà cầu, xây nhà lầu luôn. Thì mẹ đi, lấy tiền đất hàng Tết mà chấp nhận lấy tiền đất hàng Tết. Rồi làm tiếp nha. Đầm này cũng 90kg nè, đầm bếp này dưới 90kg nè. Vậy nào chốt đầm bếp này dưới 90kg, chốt giùm em đầm bếp này dưới 90kg nè. Mày vô, mày vô. Mà vô. À đầm này caro hồi nãy sale trăm mấy quên mặt mẹ, sale trăm ba, trăm tư quên mẹ. Giờ còn cái nè. Caro size dưới 70kg bán cho mấy chị 140. Caro dưới 70kg bán 140. Đỗ Quỳnh Như nãy chị Yên có để một cái bộ thể thao, chị Yên để dành lại của chị Yên để dành để tập thể dục á. Nhưng mà chị để lại cho em 250, chị để có 150 nha Đỗ Quỳnh Như. Chốt giùm em đầm caro dưới 70kg 140. Nhưng mà mặt con lờ vẫn đẹp. Đầm caro của góp ông nè. Xe cây 170 nãy chị nào chưa chốt tranh thủ nha. Quẹo lựa xe cây 75kg nha. 170.000 xe cây 75kg. Chị nào chốt xe cây 75kg 170, chốt giùm em xe cây 170. Nãy 130 sửa lại của góp ông 130 đi. Xe cây còn 2 cái mấy má ơi. Trời ơi, đầm 280, 320 người ta bán 170 mấy má ơi. Chốt giùm em xe cây 170.000. Cơ hội chị đến với mấy bạn một lần thôi, tại vì lâu lâu mới sale đầm nha mấy chị nha. Xe cây 170 của Minh Long con mèo. Rồi Ngô Đào Nguyễn, 170 của Ngô Đào Nguyễn hết nha. Minh Long đưa cho anh chứ thiệt. Mày la tập trung hàng đây nè, bao nhiêu chuyện. Ngô Đào Nguyễn 170.000 Ngô Đào Nguyễn hết xe cây. Tiếp tục mấy chị ơi. Yêu làm gì mà làm người đi điên xe ma đến thế. Hồi bữa chị nào hỏi cái đầm mà em mặc hồi livestream cái đầm ở nhà nè, mà em kêu hết nè. Rồi bán 80.000 đầm đầm sọc. Chị nào mà còn có dưới 90kg cũng vừa đầm sọc nha. 70-90kg rồi. Bán cho mấy chị 90.000 đầm sọc mặc ở nhà. Đầm sọc 90.000. Đầm sọc 90.000 mấy chị ơi, chốt giùm em 90.000. Nè gắn cục quay qua vô lỗ đít nha. Tôi nói thiệt, chứ tôi không có nói giỡn đâu. Em bán cho mấy chị một cái con đầm kim tuyến đi tiệm nè, đẹp không? Đấy, bán luôn 140 cho đỡ nhục. Đầm sọc của Như Nguyễn kìa. Chị để cho em bộ thể thao, bộ tập gym á. Để bộ của chị á 250 mà chị để cho em có 150. Đầm sọc của Như Nguyễn thành phố 90.000. Đầm đỏ, chốt giùm em đầm đỏ kim tuyến sale 140. Đầm này khoảng cỡ dưới 85-88kg. Đầm này khoảng cỡ dưới 85-88kg. Chốt giùm em đầm kim tuyến, đầm này phạm trăng dừa. Rồi, 80-88. Bán cho mấy chị 140. Tiếp tục. Chốt giùm em đầm hoa cúc tím size 100kg. Chị nào 90-100kg đã chốt đầm hoa cúc tím, bán cho mấy chị cúc tím 80.000. Đầm đỏ phạm trăng. Cúc tím 90-100kg bán 80.000 cúc tím. Chị nào chốt cúc tím chốt giùm em 80.000 cúc tím. Bỏ bà tôi không? Võ Dương Kim Tuyến với lại Nguyễn Hiếu. Hai chị Võ Dương Kim Tuyến với lại Nguyễn Hiếu cho em xin địa chỉ số thoại. Hình như Võ Dương Kim Tuyến sai có bill mà. Sợ ra thử, chỉ có Nguyễn Hiếu thôi. Máy bay giá tốt 80.000. Đẹp lắm. Mày về mày mở ra mày hú hồn.
Đâu để dành là mày biết đẹp rồi nè. Hôm nay em sẽ sale cho mấy chị một cái mã hàng xưởng nhà em. Hàng xưởng là mấy chị biết là giá 280 rồi đúng không? Đó, cho ba số điện thoại đuôi sau đi Kim Tuyến. Là mấy chị biết hàng xưởng nhà em 280 rồi đúng không? Bây giờ em sale đầm này cho mấy chị 90. Chốt giùm em đầm đen trắng. Ê, lộn, em lộn mẫu mấy chị. Em lộn mẫu, xin lỗi mấy chị nha. Gì con? Võ Dương Kim Tuyến với lại Nguyễn Hiếu. 364, Võ Dương Kim Tuyến là 364 nốt lên. Hai bay qua tao lấy né, tao bắn hai con mắt tụi bay á. Đứng dở không biết ai. Em lộn mấy chị. Em lộn mẫu. Em lộn cái mẫu lệch vai. Cái con đầm này nè mấy chị. Con đầm này mấy chị về để dành đi ăn cưới xin lắm. Nhưng mà vẫn xe cho mấy chị 150 nha. 280 xe 150. Đầm này nha. Cho hết hàng. Nè khi mấy chị mặc lên vậy nè. Rồi chốt giùm em đầm 150 kèm số ký. Size gì cũng có. Ha. Size gì cũng có. Đầm 150 nha kèm số ký. Nói rồi size gì cũng có. Yên tâm đi. Yên tâm mà chốt có hai mấy cái lần. 150. Sai gì cũng có. Đầm này hầu như chưa bán luôn. Rồi chốt giùm em đầm này sai nào cũng có. Đường Nguyễn Trãi ngồi mình ngọc nước rồi. Nó đang xả lũ á gái. Nó đang xả lũ á. Ủa mày đang ở đó hay đang ở Quy Nhơn à? Sai gì cũng có. Rồi đây. Chưa từ từ gái. À, Lộc Nguyễn, 150 của Lộc Nguyễn. Size L của anh Văn Văn. Đầm này 90kg nè. Lộc Nguyễn. Đầm này size 100kg có nha. Bài nào cha nó size L hết rồi ta. Có size 100kg là kiếm đi mày. Còn cái đây chắc cái này quá. Rồi Lộc Nguyễn cái cuối cùng nè. Lộc Nguyễn có chưa? Ờ anh Văn Văn. Linh Hồi nè. Linh Hồi 150 nha, đầm này vải đẹp lắm. Chưa có, để từ từ chị lấy hàng à. 72kg hết rồi, đâu mai lấy sấy lời được. Tay lời đúng rồi. À, nó chỉ 1m67 là mặt tới vừa qua gối như đây nè. Là tới chỗ đây nè Huyền. Huyền mới mổ gì xong rồi, tới đây nè. Huyền mới mổ gì xong rồi, các chị đâu chốt đầm này không? Đầm này có size 100kg nhưng mà đầm này mặc kiểu vẹt vai. Vẹt vai nha. À, nhưng mà hết size lời nha, Lộc Nguyễn còn đúng rồi, Lộc Nguyễn đúng rồi. Gì vậy? Ừ? Cô gái không? Bạn em nhắn tin là ổng cứ hỏi gái không? Vô duyên. Xấu trai còn vô duyên nữa chứ. Còn sấy lên lờ trở lên nè. Quỳnh Anh Nguyễn Lam nè. Quỳnh Anh Nguyễn Lam 150 nè. Nó nói xấu trai còn vô duyên nữa chứ. Thiệt. Đem cái này ra qua cái thùng rác ở trước đi chị Thiện ha. Mày ngầu đây mày xàm quá. Để giùm tao một cái đi. Ra muốn đi đâu mày đi được, để tao nói nhiều quá tao viêm mồm, tao khỏi like luôn, nhà đói hết luôn. Viêm gì, viêm mãn tính thằng điêu, đụng mỹ làm như viêm âm hộ, viêm mãn tính. Viêm mồm mà nó kêu viêm mãn tính. Má nhà riết nó bị điên hết. Tôi kêu mày đem bỏ thùng rác. Ủa trời ơi. Ủa đồ ở đâu mà tôi lôi hết xuống đất nè. Có cái sơ mi hàng Quảng Châu nè. Sơ mi hàng Quảng Châu 200 rưỡi. À lộn. À sơ mi này đợt bán nè mấy chị. Sơ mi nhà em. Sơ mi này còn cỡ dưới 90kg vừa. Rồi con này 250 bán nha mấy chị. Còn 190. Rồi chốt giùm em sơ mi 190 mấy chị. Ờ đưa đây, đưa ít đây. Đưa ra đây trả lại, cài áo đúng rồi, mày nói cũng thông minh á. Không mà thôi, đi quăng đi. Nhà chật chội, quăng đổ lên bánh quăng đi. Ngu Hiền. Nè Ngu
Ngô Hiền nè. Coi thử Ngô Hiền ở đâu nha. Ngô Hiền là đang còn thiếu tiền đó. Sammy. Đây. Sau đây em sẽ thông báo. Ngày hôm nay em sẽ lên con sư bọn cho mấy chị 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi. Em sẽ lên cho mấy chị một cái giá mấy chị giật một. Em sẽ lên cho mấy chị một cái giá để mấy chị giật lộn. 150 đúng. Mày đồ cha mà chứ 140 hoài. Mày bị điên hả chí thiện? 1 triệu rưỡi đúng không? Coi giật lộn nè. Nguyễn Trâm nè, Nguyễn Trâm 104 Sammy 109. Đây. Đây mấy chị đầm đuôi cá nha. Hàng này là hàng độc quyền nha, 75kg. Đọc luôn cho mấy mẹ cái size 75kg hơi bị mê. Nè, bài nào may mắn chốt được cái này đi event nè. 1 triệu rưỡi sale cho mấy chị còn 320.000 đồng này. Đã nói 1 triệu rưỡi sale còn 320.000 đồng này. Ông bước ông kêu cái gì ông giật lại tôi mặc kia mấy chị. Chị nào đúng 75kg hãy lấy. Nhích 2kg vẫn được. Đầm này phải lấy cái bịch kia là bỏ vô chứ cái bịch móng gương bỏ không được đâu. 320.000 con đầm đỏ. Ông Phước ông liếc muốn lòi bản họng kìa. Anh Văn Văn 320.000 kìa. Vậy á, y vậy á. Y vậy á mấy chị. Lấy cái bịch bóng mình mà một bịch bóng sách cột quá. Đẹp chị. Đẹp lắm. Ông Phước ông kêu cái gì ông giật lại kìa. Bỏ đó đi. Nhét mày vô con dừa nữa. Tao nói bữa nay mày ngủ ha. Mày thịt cho tao tấm hết bị bóng. Tao tấu thực thể lộn mũi cho ngộ độc thực phẩm chết mẹ mày luôn. Có cái áo sọc bán với chị 40.000 nè. Dưới 90kg. Dưới 85kg đi. Dưới 85kg. Còn một con đồng nữa. Còn một con đồng nữa. Chờ chút đi. Rồi đưa đồng vô. Còn con đồng sọc là còn áo sọc bán 40.000 nè. Còn siêu phẩm nữa mà. Rồi Thao Nguyễn coi là. Rồi đưa đầm vô 40.000. Còn con siêu phẩm nữa. Bán cho những chị có chia sẻ livestream tiếp nè. Làm 3 triệu rưỡi đó mấy chị. Không biết. Còn mình thì nóng hay không. Mày tự biết cái mày hỏi chị tao. Rồi đó con. Cái đầm này nè mấy chị, cái đầm này dưới 90kg mà đẹp lắm. Đầm này nè.
đầm này dưới 90 kg mà đẹp tuyệt vời lắm mấy chị. Em nói thiệt với mấy chị nó đẹp lắm nha. Đây, đầm này dài qua gối nè. Đầm này 90 kg nhưng mà khi mấy chị mặc lên nó sẽ như thế này nè. Đang nói mấy chị tới chị luôn cái camera nó quay nó chóng mặt nó hôi lên mày bỏ một điều hai nó trừ luôn mày đó. Mày bớt giỡn với tao đi nha. Mày rảnh lắm. Nó sẽ như thế này nè mấy chị, nhưng mà đúng số ký nó sẽ nằm vậy. Hả? Đầm này dưới 90 kg. Dạ còn một cái dưới 100 kg. Ha? Đây. Hai đầm này xem cho mấy chị 150 luôn. 150 nha. Chốt giùm em là đầm đầm dây rớt trắng. Đầm dây rớt lên trắng nha. Cái 90, cái 100 kg. Nhẹ nhẹ thôi. Để lại. Tao bóng cái hộp tao lên luôn. Rồi bây giờ em có một nùi đầm hàng xuất nè. Xeo cho mấy chị giá giá mệt nổi luôn. Đây có mấy cái thôi nha. À, có khoảng cỡ cái này là size dưới 70 kg, nói chung là size dưới 70, 71, 72 kg vừa. Nhà xe mấy chị 120, chốt giùm em đầm xuất size 12. Chốt giùm em là đầm xuất size 12, xe mấy chị 120. Một cái, hai cái, hai cái. Ba cái. Nhảy vậy. Bốn cái. Gì? Rồi ráp niệm cường lon nè. À quên, chỗ lộn, mặt lòn. Anh có số điện thoại của kia không? Bên 12 bà dừa mới 72-73 tiếng mà dự chuyện ra. 12. Đêm nay ra trước kia lại nè. Rồi chốt giùm cho em. Tâm rưỡi của chị Tâm Thiện. Tâm Thiện hả ta? Tâm Thiện tâm rưỡi nghe nè bây. Rồi Nguyên Phạm quận 12. Nguyên Phạm quận 12. Trúc Lê nào vậy? Nguyên Phạm quận 12 nè. Thành Tín 120 nha. Thành Tín 120. Coi thử Trúc Lê nào chốt đầm vậy. Cửa ra lùng mở vô chân. Nói đây hả? Thành Tín. Rồi Trúc Lê cái cuối cùng. Đầm xúc nó có 100 kg. Vậy đầm kia là đầm ren hàng xưởng á, chứ không phải hàng xúc 150 á. Nếu như chốt đầm đó thì ok rồi em. Trúc Lê 120, con cái 120 ghi đàng hoàng là kia bi. Bi giống như là 10.000 á. Rồi lên tiếp nha. Bên em không thấy comment luôn á. Không thấy Thu Thủy luôn. Không thấy Thu Thủy luôn á chứ. Thiệt lòng không thấy Thu Thủy luôn. Rồi lên tiếp nè. Đưa đồ ra cho nó treo lên mấy âm binh treo lên. Rồi tiếp tục nha. Đầm này là mấy chị phải đọc đúng số mà em kêu lên ha. Con đầm hồi nãy là con đầm hai tay thì con đầm này nó. Con đầm này là nó dùng từ là nó là hàng độc. Nhưng mà con này thì còn cỡ dưới 70, con này là còn cỡ 70 kg. Con này size 12 nè. Con đầm này thì hàng độc hơn. Mấy chị thấy không? Đẹp lắm. Size 70 kg. À rồi. Gì? Với ai? Đây mấy chị đầm đuôi cá nhau bởi đẹp lắm. Rồi bây giờ em xem cái giá cho những chị, em bán cho những chị có chia sẻ live stream á nha. Cho nên em sẽ lấy những cái chị nào mà có chia sẻ live stream là em sẽ bán. Và em bán con đầm này cho mấy chị với giá là size 70 kg nha. Bán mấy chị comment size, các mấy chị comment cái số tiền lên, chị nào comment số tiền lên trước thì ok. Con đầm này em bán cho mấy chị với giá là 319.000. 319.000. Con đầm này khi mà lên form á, khi mà lên dáng là độc hơn con hàng kia 1,5 triệu đó mấy bà nội. 319.000.
xanh luôn. Ủa Trúc, vợ của ông Trúc ông Nguyên là đứa nào Trúc? 319.000. Nguyễn Huyền Đà Nẵng không chia sẻ, để cho Hồng Ngọc. Rồi Hồng Ngọc Vũng Tàu 320.000 cho Hồng Ngọc Vũng Tàu. Rồi đầm này giờ tôi không bây giờ tôi ốm bán tôi tặng nè. Tôi tặng cho những chị nào đúng số ký mà có chia sẻ livestream. À tặng nhưng mà chị nào đúng số ký tôi mới tặng. Còn tặng mà nói về tặng mẹ tặng cha là không tặng nha. Chị nào đúng số ký tôi tặng về mặt chơi vậy đó. Trẻ hả cây? Trời ơi. Rồi mấy chị ơi, tặng nè, tặng đầm hồng nha mấy chị nha. Không em nói rồi, bán cho những chị có chia sẻ livestream đầm 1.5 triệu mà bán 320 mà chị. Mấy chị đừng có giận em mấy chuyện đó. Em nói là em làm. Tặng nha. Tặng đầm này 90kg nè. Tặng cho bé An. Chị nào mà vừa số ký em mới tặng. Cái này 90kg lận. Cái này 90kg lận. Nè cái này của Bảo Ngọc Thi nè. Bảo Ngọc Thi nè. Ê Từ từ nha. Tặng cho những chị có chia sẻ livestream nè. Nè lấy của Bảo Ngọc Thi đi. Thôi lỡ tặng rồi thôi khỏi mất lòng. Không đọc lên thôi, đọc rồi mất công ngại. Vậy thôi lỡ để chút tặng khác đi. Tiếp tục mấy chị. Đầm dây hồi nãy bán 120, đầm này có thùng ở trước nè. Đầm này 130. Đầm này size L nè, dưới 72kg. Chốt giùm em đầm beo, 130.000 đầm beo. Dưới 72-73kg. Đầm beo dưới 72-73kg. Nè đây đây, nè. Đưa đây là dần tí chiều lên. Đầm beo dưới 72-73kg. Rồi đầm beo có 2 cái. Có 2 cái đầm beo nha. Rồi, Phạm Thanh Liêm 130. Đâu Phạm Thanh Liêm đâu? Chưa thấy luôn á. Phạm Thanh Liêm 130. Beo của Tuyết Nhung 130. Trời ơi tôi mê cái đầm này lắm mà sao nhánh nhỏ vô trời. Bà nào 65kg nè. Bà nào 65kg chốt cái đầm này mặc trời ơi vải nó mê lắm. 67kg cũng vừa ha. Rồi chốt giùm em đầm 67kg bán cho mấy chị 70.000 đầm này. Trời ơi em nói mấy chị vải nó đẹp lắm. Hòn Châu Cách Cách nè. Nè sau đây em sẽ trình bày cho mấy chị nghe một cái bài Hòn Châu Cách Cách. Dạ chi cờ cú da da chi cờ cú da đó hồi xưa nó hát vậy. Hồi xưa Hòn Châu Cách Cách lại hồi xưa nó hay hát vậy mấy chị. Hòn Châu Cách Cách hát cái bài đó. Dạ chi cờ cú da da chi cờ cú da da chi cờ cú da da. Đúng không? Phạm Thanh Liêm 70.000. Đi mẹ đi cười chị. Dạ dạ chú dạ dạ. Bán cho mấy chị con maxi 100.000 vậy. Đi ha, đi ngủ hay đi học. Mày bệnh rồi không? Hay chỉnh quá. Xuống ơi. Hôm xưa em coi em bị nghiện Hòn Châu Cách Cách mà thiệt. Maxi bán với chị 140.000 cho 100.000 luôn cho đỡ quê. Con này còn cỡ, nếu mà con này đẹp á còn cỡ dưới 80kg cho đẹp ha. 65 đến 80kg maxi 100.000. Tới giờ rồi uống thuốc hơi con này là kiểm tra inbox dùm dạ ok chị Mai Nguyễn xong em like nha. Con này là hàng xuất nè, bán 140.000 đồng maxi cho mấy chị. À. Thôi đầm tiền để em coi thử con đầm không nghe chờ chút. Có phải đó con đầm không? Còn nữa phải không? Rồi vô đầm luôn. Còn mấy chị ngồi im ở đây. Ngồi im hết đó. Anh em chơi với mấy chị sáng đêm luôn mà. Đầm em mặc hết lâu chị. Đầm hôn cúc này có co vẻ nè. Mẹ xàm. Đầm 100.000 của Như Nguyễn thành phố mà đúng không? Đầm 100.000 của Như Nguyễn thành phố. Hồi xưa toàn vậy không? Dạ chi cờ cú da. Dạ chi cờ cú da. Dạ chi cờ cú da. Dạ. Nè hôm nay mấy chị mua hàng xúc này mấy chị trúng mánh. Về bà nội thu. Nè hôm nay mấy chị mua đầm đi tiệc hơi bị trúng mánh luôn. Nha. Tôi tuyên bố nha.
Còn nữa không? Dạ, còn nữa. Nhiều. Như... Ủa sao lấy em lấy đúng sai mà ta? Nè, vậy kêu chị ra bưu điện gửi lên địa chỉ đi, nhắn tin cho chị đi. Rồi Trung Phước nhắn tin. Ra bưu điện chị, nhắn tin lên địa chỉ đi cho em. Thấy chị Trung Thị. Rồi đầm caro hàng xúc đẹp không mấy chị? Ôi, chết mẹ luôn á. Chết mẹ luôn á chị. Đầm này size 14 là tương đương dưới 75kg. Chưa lên dùm xanh luôn, chưa lên dùm hàng sữa. Bữa nay lên cái dàn đầm ở trước. Cái con đầm này là dưới 75kg, 60-75kg là size 14 nè. Đầm này là 280.000. Em sale cho mấy chị 150 đây. Sale 150 đây. Chốt giùm em đầm caro xanh Phạm Thanh Liêm 150. Đẹp. Con này đẹp quá, đầm này 280. Phạm Thanh Liêm 150. À, cánh môi xinh tươi. Chị ơi, Thanh Liêm lấy size 12 đi. Nè, Thanh Liêm nè. Rồi Nhung Lâm nè. Nhung Lâm 150 nè. Thiệt. Tối nào mà em không được nói chuyện là coi như em buồn gớm lắm mấy chị. Rồi Nhung Lâm 150. Con đổi lại chứ. Con nữa nha. Còn nữa, một cái đầm mà tôi yêu cầu mấy chị là phải lấy là cái đầm này. Tôi yêu cầu thiệt á, tại vì khi mà mấy chị về mấy chị rời vô cái con đầm lon này nè, mấy chị mới thấy sướng. Chứ mấy chị gặp em, mấy chị không có thấy sướng đâu nha. Khi mà mấy chị về, mấy chị mặc cái con đầm lon này vô, mấy chị mới sướng. Còn bình thường mấy chị sẽ không thấy sướng, đẹp lắm. Rồi bán 100.000 đầm lon, 65kg đến 85kg đầm lon. Chị nào chốt đầm lon vải co giãn, chốt giùm em đầm lon 100.000. Bỏ hết cho từ từ đi. Đầm này dễ chốt lắm. Bỏ hết cho bịch đi. 4 cái đầm lon. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó giang đầu hè. Caro hết rồi. Đầm lon của anh Văn Văn nè. Anh Văn Văn. Chữ 6 thiệt rồi, đưa qua cho nó đi. Rồi tiếp tục ghi đi Nguyễn Ngọc Trâm. Ủa lộn. À ghi Nguyễn Ngọc Trâm đây. Nguyễn Ngọc Trâm là tế bỏ vô. Rồi đưa cho em 120. Em 100.000 lộn. Rồi Phạm Trong 100.000. Với Ngọc Hiệp là 20 Nguyễn đúng không? Rồi Phạm Trong 100.000. Rồi 20 Nguyễn 100.000. Đó, còn hai cái đủ chưa? Lon này chị Huyền mặc bị rộng á. Đúng Nguyễn Ngọc. Dạ tư ngày chị, cho ngày nào mà dừng bao hàng thử em má thì món nó nổi lên á. Thì nè tiếp tục, hồi nãy là caro xanh đúng không? Đúng nãy caro xanh đúng không? Đây. Mẫu này. Rồi cả mẹ nó sale luôn 150 đi. Trời chùm má nó thiệt chứ nó đẹp. Chùm mẹ nó thiệt nó đẹp thiệt chứ mấy chị. Rồi chốt giùm em bi đen. Rồi bi đen size 14 nè. Bi đen sao cái này không có dễ nha. Tại đây nó là con bi đen size 14 nè. Chị nào chốt bi đen size 14. Chốt giùm em bi đen size 14. Rồi xong anh nè 150. Xong anh 150. Đầm này size 12 dưới 70kg nè. Xong anh nè. Bi đen của Hà Thanh size 14 của Hà Thanh. Đó, không còn size 14 nữa. Đây còn 12 à. Đây em còn 12 mấy chị. 12 là còn cỡ dưới 70kg. Còn hai cái 12 chị tao không vừa. Phạm Thanh Liêm vừa nè. Phạm Thanh Liêm 12 vừa. Phạm Thanh Liêm nè. Con đầm này dễ thương lắm. Bi đen chị Hà Thanh lấy size 12 được không? Em sợ chị Hà Thanh không vừa đó. Rồi Hà Thanh trả lời, nếu Hà Thanh không vừa thì để cho Ngọc Châu thành phố. Rồi để cho Hà Thanh nè. Bị đen 150 của Hà Thanh. Trời bán hàng sale nó xuống mấy chị ơi. Đẹp. Bị đen không có sai kia. Rồi em lên cho mấy chị tiếp tục nha. Ok Hà Thanh. Rồi Hà Thanh cho 3 số điện thoại đuôi sau. Em lên con đầm xúc vải thun lê dông đã lắm mấy chị. Con này phơm dài nha. Con này phơm tới gần
cần lấy một cái bi đê là chị Vương Phụng thấy chưa, bi đê size 12 hết rồi. Mai lên con này nè, con này là thun lai dông, con này size 12 là dưới 73 74, cái tại đây con này có co giãn. Ơi mà con này đẹp lắm nha mấy chị, con này rất là đẹp luôn, con này đẹp cực kỳ, size 12 đầm bi không có chị Trang Chiêu. Chốt giùm em là đầm đầm tầng đi, chốt giùm em đầm tầng, đầm này vải co giãn đẻ lắm, hai lớp vải co giãn rất là đẹp. Chốt giùm em đầm tầng nha, đây mấy chị, đầm tầng này còn cỡ dưới 75 kg cũng vừa nè. Chốt giùm em đầm tầng 140, đầm tầng 140, đầm này là mắc hơn những cái đầm kia luôn, đầm này là 300 320 á ha. Chốt giùm em đầm tầng, đầm tầng nha, Phạm Thanh Liêm nè, 150 luôn. Đầm tầng của ai? Hà Thanh đầm tầng 10, để coi thử con size gì. Chị Thao Nguyễn lấy đầm tầng đúng không? Rồi đây, đầm tầng 150 của Hà Thanh. Hà Thanh 150. Rồi còn một cái nữa, có phải là chị ấy chốt không ta? Trăm tư chứ không phải 150 à, 140 đi Bi. Đổi lại 140 của chị. Đầm xúc của Thao Nguyên nè, Thao Nguyên. Không, chưa, tại Thao Nguyên kêu là đầm xúc mà không biết đầm xúc nào. Đầm này không có sai trăm cái ụ, chị Dung mà không ngồi hả? À, đầm này là chốt cho mặt lon nè, mặt lon. Rồi tí treo cái này lên, không thấy chị. Rồi lên tiếp nha, em có một con đầm hàng xuất. Dạ hết luôn rồi chị, đầm tầng hết rồi chị Thúy nhà mày ơi. Em có một con đầm này sale luôn, size 100 kg. À sale, size này không 100 kg đâu, size này size nhỏ đó mấy chị, size này size nhỏ nha. À, size này chắc chị có chịu hiền Đà Nẵng mặc mới được. Size này dưới 65, dưới 67 kg, mà con này đẹp, con này còn cỡ dưới, còn cỡ dưới 70 kg con này nè mấy chị. À, rồi đầm xúc luôn, bán cho mấy chị con đầm này. Chốt giùm em là đầm size nhỏ đi, đầm size nhỏ 100 ngàn. Dạ còn chờ em nhưng mà giờ em hết đồ sao chị. Chốt giùm em đầm size nhỏ 100 ngàn. Nè còn con đầm hồi trưa sale nè tí ơi, con đầm này, còn con đầm size dưới 70 kg hồi trưa sale còn nè. À, 280 xem mấy chị, còn 190, còn đúng con đầm size dưới 70 kg này đẹp không, đầm sọc vết. Dạ hết rồi chị biết em, đầm sọc vết còn đúng một con size L, size nhỏ của Uyên Trình 100 ngàn. Uyên Trình 100 ngàn, không có size 16 chị Thúy Phan. Con này size L nè, 190. Chốt giùm em đầm sọc vết, đầm này đi ăn tiệc được nè, 190. 280 xem còn 190. Đầm sọc của Ngọc Châu thành phố. Lưu ý nha, hàng xe bên em không cho đổi trả nha. Lưu ý hàng xe bên em không cho đổi trả. Dạ lưu ý. Nè, nè coi thử bên góc này nè, coi thử coi cái đầm sọc nào anh Phạm Thanh Liêm nè. Anh à, Ngọc Châu 190 đây nè. Trên góc phía trong này nè. Không có đó còn hàng không? Rồi đưa hết hàng của nó vô luôn, còn ít nữa là mấy chị bút luôn nha. Lỡ rồi bút luôn 174 chị. Bên này là bơi like rồi. Muốn gì nhắn vô fanpage cho anh Phước đó. Không có chị Cẩm Nhung, không có chị Nhung. Còn như đây nữa hả? Rồi quốc. Thôi cô đổ cái nước nè, thằng chú Bí lắc chắc. Cầm này size 16 với 18 nè. Chốt giùm em Maxi Hoa. Con này đẹp lắm, con này 70-88 kg, 90 kg cũng vừa, 92 kg cũng vừa. Chốt giùm em đầm Maxi, em là em cực kỳ thích những cái đầm Maxi này nè mấy chị. Nó đẹp lắm, ở giữa có lưng chung cho nên mấy chị không có sợ chật. À, Maxi còn 2 cái 150 ngàn. Chốt giùm em Maxi Hoa. Thấy Thu Thủy. Rồi lên nè. Mấy chị trúng rồi, mấy chị vàng lai sâu trúng rồi. Rồi đầm này size dưới 80 kg, mấy chị lai sâu trúng rồi. Thấy chưa, sale 200, sale 200. Maxi Hoa của Ngọc Châu, Maxi Hoa của Vương Phụng, đưa chị coi size bây giờ. Con này đẹp lắm chị Châu. Thôi đưa coi size bây giờ. Em ghi Vương Phụng với Ngọc Châu. Rồi cái đó Ngọc Châu nè, cái này của Vương Phụng nè, 150, 150. Dưới 80 kg đầm này
hơi bị đẹp luôn. Ôi ôi, 200. Có lấy đầm toàn chị không? Dạ không chị Thao. Không. Xong anh. Dạ hết luôn chị Thúy Nguyễn ơi. Hết rồi chị Thúy ơi. Chị Thúy chốt sâu quá chứ. Chị hai chị kia mới chốt rồi. Xong anh 200 nè. Xong anh 200. Còn cái này cho chị Thao không? Đầm này dưới 70kg nè. Chốt giùm em đầm 200 dưới 70kg. Đầm 200 dưới 70kg. Đầm này dưới 90kg nè. Đầm này dưới 90kg. Bác sĩ hoa hết là Hương Hoàng 90kg phải không? Hương Hoàng 200 nè. Kiếm sai chị Thao Nguyễn hả? Biết còn cái tên lờ ra. Còn cái của chị Thao Nguyễn Đà Lạt nè. Kiếm tra thử phải Thao Nguyễn Đà Lạt không? Rồi Thao Nguyễn Đà Lạt 200. Cái của Vi đang ghi là Hương Hoàng á. Hương Hoàng. Rồi cái đây của Thao Nguyễn Đà Lạt nè. 200. Tất cả hàng này là hàng sale và bên em đều không cho đổi trả nha. Mai Lê. Mai Lê đầm 200 size L. Mai Lê phải size L không? Rồi Mai Lê. Mai Lê size L cái cuối cùng nè. Cái con đầm kìa. Cái con đầm này đẹp. Cái con đầm này là em chắc chắn một câu là không ra màu. Tại vì cái vải trắng này nè, nó không có co giãn cho nên nó sẽ không có ra màu cho mấy chị à. Rồi lên tiếp nha. Hàng xe cây. Hàng xe cây này size không có lớn nha. Hàng xe cây này size cũng cỡ dưới 65kg. Nhưng mà con này mấy chị đi tiền được. Con này là 350. Em sale cho mấy chị còn một giá là 190.000. Đầm này size 65kg. Đầm này nếu chị nào mua được thì để dành đi ăn tiệc. Nếu chị nào mua được thì lên một cái cọng dây này cho em. Em móc gì? Mai Lê khách cũ anh. Hết. Hết đầm 200. Đầm này nè, đầm 200 hết rồi chị Tâm Thiện. Đầm này nè, chốt giùm em là đầm da trăng. Đầm này là 350, sale 190. Đầm này chị nào 65kg hút. Mê. Rồi áo khoác nha. Áo khoác 650. Áo khoác này size nhỏ là dưới 70kg. Phạm Thanh Liêm nè. Phạm Thanh Liêm 190. Vừa Hương Hoàng. Dưới 90kg là size từ 80 đến 90kg là chị mặc size đó đó. Áo khoác này là size ấy nè. Áo khoác này là size nhỏ nè. Là size dưới 70kg. Con này 650 xe cho mấy chị còn 500. Làm sao kỳ khách lái chú giùm em áo khoác 500. Rồi lên tiếp con đầm xưởng. Con đầm này size gì đây? Lỡ trâu luôn. Rồi đầm này mấy chị, đầm này size dưới 80kg cho em. Chốt giùm em là đầm hoa. Không có nguyên trình. Chốt sau. Chốt giùm em đầm hoa yếm. Đầm hoa yếm xem mấy chị 120 size dưới 80kg. Chốt giùm em hoa yếm nha. 200. 200 khóc 500 của Mai Lê nè. Khóc này Mai Lê mặc hơi bị sướng luôn. 650 sale 500 chị hơi bị trúng mắt. Mai Lê 500. Đây là con zombie. Con này size dưới 90kg nè. Chốt giùm em zombie size dưới 90kg. Con này em bán sale cho mấy chị. Con này em bán sale cho mấy chị với giá 120.000. Áo khoác khách lấy nè. Hoa của Tuyết Hoa nè. Hoa 120 của Tuyết Hoa. Tuyết Hoa 120. Dâm dưới 90kg bán 120 luôn. Dâm bi. Chị Thủy nhà bè chốt xong. Đừng có ghi chữ Thủy nhà bè nữa chị. Ghi là đầm hoa rồi thôi chứ chị chốt không lại mọi người đâu. Dâm của Kiều Diễm nè, 120 dâm của Kiều Diễm. Chị nào hồi nãy hỏi đầm sọc, có size đầm sọc dưới 90kg nè. Đầm sọc dưới 90kg, đẹp không? Chị nào dưới 90kg chốt cái đầm sọc đi tiệm này, sale 190. Chốt giùm em đầm sọc dưới 90kg. Bữa giờ đồ nhiều mà không có móc để dùng luôn. Còn hết rồi mấy chị, 10 phút nữa. Em có một con dâm thổ cẩm hồi trưa này em bán sale cho mấy chị 130. Đầm ba sao? Đầm sọc của Quỳnh Anh Nguyễn Lam nè, 190. Con dâm này dưới 70kg, chốt giùm em dâm thổ cẩm. Dâm này bán với chị 130, chốt giùm em dâm thổ cẩm hay là. Gần hết rồi, cố lên. Giá trời cái này size L, chốt cho Yêu Trình. Hên quá Yêu Trình à.
Trình ơi, năm sau khách lấy rồi Lương. Bữa sau chị Lương Thị Huyền chốt quá. Chốt là đừng có chốt số điện thoại, chốt là cứ 190 đồng sọc trước đi. Rồi rồi, chứ hai chốt hàng sale chị chốt bên em không lại mấy chị đâu. À, cái này của Yên Trình 200 nè. Kiều Diễm vô inbox địa chỉ số điện thoại nha. Yên Trình 200. Dùm thổ cẩm của Mai Lê 130 nè. Mai Lê 130. Nè đẹp chưa? Cái tay đẹp lắm á chứ. Cái tay rất là đẹp. Nè. Cái tay nó sẽ như thế này. Bao nhiêu cái gì á? Dưới 70 72. Dưới 70 72 kg mấy chị. Đúng mà đẹp. Con này đẹp lắm mấy chị. Rồi con này sale cho mấy chị 200 ngàn. Em ơi chị ơi em chuyển gọn. Dạ ok chị chuyển. Chuyển gọn. Anh ơi tính tiền qua chụp hình qua cho Mai Lê đi. Cho Mai Lê chuyển gọn. Trời ơi con này là dưới 72 kg mà vải đẹp lắm nè. Trời ơi. Chết mấy chị ơi đẹp quá trời luôn. Con này đẹp. Con này chị nào dưới 72 kg là trúng mánh luôn á. Con này nè. Rồi sale 200 đầm đen có một con thôi. À còn con nữa nè. Còn con XL cho Nguyễn Quỳnh Giao nè. Rồi Nguyễn Quỳnh Giao trúng rồi. Nguyễn Quỳnh Giao 200. Nè mấy chị em còn con đầm bếp cột tà nè. Hồi nãy chị nào hỏi coi chị nào cần con đầm bếp này nè. Đầm bếp 190, đầm 200 của Văn Thanh nè. Văn Thanh 200 đưa cho một tí nữa sếp ơi. Đúng rồi Văn Thanh quận 8 200. Nè em còn đúng một con đầm bếp cuối cùng size L sale 190 nè. À sale 170 chứ. Nè chốt giùm em đầm bếp nha. Đầm bếp nha mấy chị nha, cột qua ha. Đầm bếp này size L dưới 70 kg rồi sale 170, cái cuối cùng cục đầu luôn. Là ngừng á, là nghỉ á. Anh con trẻ mấy chị. Hồi trưa nay giờ chưa bán hàng chính quy luôn á. Rồi Phạm Thanh Liêm 170. Phạm Thanh Liêm 170. Rồi này. Rồi hết nha mấy chị nha. Tại vì một lọt hồi trưa là chưa lên được cho mấy chị. Hả? Gọi là một đó hoa hồng. Gọi là sư tư hà đông. Còn hai cá trên mình là canh thay đồ mới rồi bà nội. Anh ơi. Hết chưa anh? Nghỉ nha anh. Ừ, ổng nói muốn làm gì làm mấy chị. Rồi, nghỉ đây, mai mình gặp nhau đi mấy chị. Còn ít nữa, hồi trưa like quen sơ, còn ít nữa mà giờ, giờ hết sức rồi. Chị nào mà bill mới có một cái thì nhắn tin vô bên bay cho anh Phước nha. Rồi vậy đi, mai mình gặp lại nè. Mà giờ nóng lại, xin lỗi với Thủy nha. Em cũng muốn bán cho mấy chị lắm á. Hết rồi đổ Quỳnh Như ơn. Còn bao đầm nào, còn một bao xếp đá 290 định xe mấy chị 100 mà xe không nổi luôn. Còn chị Lan, còn. Còn nhưng mà thâu đỡ ngừng ơi. Mai đi mấy chị, mai. Mai, nha. Rồi chào mấy chị, chào thân ái và bóp gái nè.